Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của con gái bà Tô. Hôm nay mình làm món bầu kho ăn á, mình chia sẻ cái cách nấu cái món bầu kho ăn rất là ngon. Và cái quả bầu này á thì nó có rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng mà đôi khi mình ăn mình không biết được là ở trong cái quả bầu này á nó có chứa rất là nhiều những chất dinh dưỡng giúp cho sức khỏe luôn á các bạn. Và đây là hai quả bầu mà mình mua về và mình đã rửa sạch sẽ rồi, mình rửa bằng nước muối á các bạn. Tại vì mình muốn ăn cái vỏ bầu cho nên là mình rửa sạch sẽ luôn, và mình lựa cái quả bầu mà nó non á, thì khi mà mình ăn cái vỏ á, thì nó không có cứng mà nó rất là ngon. Mua quả bầu này về thì mình cảm thấy nó rất là có nhiều lợi ích luôn á. Ngoài những cái chất dinh dưỡng mà ở trong cái quả bầu nó sẵn có, ngoài ra thì mình khi mà mình ăn cái quả bầu này á, thì mình có thể là ăn vỏ nè, vỏ rất là non luôn á, và mình ăn luôn cả cái hạt ở bên trong của nó luôn. Và bây giờ thì mình chuẩn bị pha nước sốt để mà mình kho cái quả bầu này ha. Mình chuẩn bị một chén nhỏ nước lọc. Và một muỗng bột nêm chay nấm đông cô. Hai muỗng đường. Và đây là dầu hào chay á. Mình cho một chén nhỏ nước tương. Sau đó thì mình cho một muỗng tiêu. Tại vì mình kho bầu với lại tiêu á, bầu kho tiêu với nước tương, cho nên là mình cho hơi nhiều tiêu, cho nó hơi the the một chút xíu á. Khi mà nó có cái mùi vị tiêu á thì nó sẽ rất là thơm. Thường khi mà mình kho á thì mình hay pha nước sốt trước lắm. Và cho chút xíu dầu rồi xong mà mình bỏ một chút xíu hành á, mình phi cho nó thơm. Nó vàng thơm rồi đó thì mình mới cho nước sốt ra mà mình pha sẵn vô. Thường mình hay làm một cái chén nước sốt sẵn như vậy lắm, rồi mình nấu cho nó sôi lên. Các bạn thấy không, nó sôi lên giống như vậy rồi đó. Lúc này thì mình mới chuẩn bị cho cái bầu vô. Bầu thì mình cắt theo cái hướng hình giống như là tam giác vậy, nhưng mà tùy theo ý mỗi gia đình ha. Nếu như mà các bạn thích cắt cái kiểu gì mà mình thích á thì mình sẽ cắt theo cái ý của mình, ăn nó ngon và nó đẹp mắt nữa. Thường thì mình thấy người ta hay ăn bầu luộc ha, chấm với lại nước mắm, nước tương gì đó. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ kho cái món bầu. Khi mà mình ăn bầu kho, mình sẽ có một cái cảm giác rất là ngon luôn á. Bầu kho tiêu với nước tương thì nó mặn mặn á, và nó cũng hơi cay cay tiêu nữa đó. Cho nên ăn với cơm trắng á, mà nóng á, thì rất là tuyệt vời luôn á. Cái nước sốt này thì mình pha sẵn thì nó nhiều một chút xíu, cho nên mình cứ châm vô từ từ á. Khi mà mình nêm nếm á, nó vừa ăn á thì mình ngưng, chứ mình không có cho hết vô, tại vì sợ nó mặn á. Cho nên là cái nước sốt này á, khi mà mình pha mà còn dư á, mình có thể để dành lại bỏ vô trong tủ lạnh á, rồi ngày mai mình có thể kho thêm một cái món khác nữa, không cần phải pha thêm nước sốt. Và mình nấu từ từ ha.
mình nấu từ từ cho cái nước bầu này nó cũng chảy ra. Thì mình tìm hiểu thì được biết là cái quả bầu này á, khi mà mình ăn á, có rất là nhiều những cái lợi ích luôn á. Nó giúp cho cái làn da của mình đẹp nữa, vì nó có chứa vitamin C và vitamin E, và nó là một trong những cái chất mà đóng vai trò quan trọng trong cái chuyển hóa các chất dinh dưỡng. Nó giúp cho tăng cường trao đổi chất, từ đó thì nó sẽ giúp cho cái làn da của mình tẩy được nhiều cái độc tố, nên cái da của mình nó sẽ sáng và mịn và đẹp hơn nữa. Các bạn nữ mà mình thường xuyên ăn cái quả bầu này thì rất là đẹp da nha các bạn. Và cái vỏ của quả bầu thì nó cũng có tác dụng là nó lợi tiểu nữa, mà khi ăn cái vỏ thì nó có một cái vị ngọt thanh rất là dễ ăn. Mà mình tìm hiểu thì mình biết là mình ăn cái vỏ bầu thì nó cũng chữa được cái bệnh mà chướng bụng á. Nhưng mà khi mà mình lựa cái quả bầu thì mình nên lựa cái quả bầu nó non ha. Khi mà non á thì ăn nó mới ngọt và nó dễ ăn, nó không có cứng. Còn về cái phần ruột của quả bầu thì mình cũng ăn được luôn. Và nó có cái hạt mà hạt non á, thì nó ăn nó cũng dễ và nó cũng ngọt nữa. Khi mà mình ăn cái ruột á thì nó cũng có chất xơ và nó cũng giúp cho mình dễ tiêu hóa. Mình còn dư một chút xíu nước sốt á, mình để dành lại. Và cái bầu của mình kho xong rồi nè các bạn. Các bạn thấy không? Nó thấm cái gia vị rồi đó. Nó đặc sệt lại rồi. Như vậy là nó chín rồi á. Và bây giờ thì mình sẽ gấp cái bầu này ra cái dĩa. Các bạn thấy cái bầu của mình á, nó chín và nó mềm và có cái vị rất là ngọt ngon. Và tiêu á thì nó rất là thơm. Khi mình ăn cái món này mà mình ăn với lại cơm nóng á thì ngon lắm luôn á. Nếu như mà các bạn nào mà bình thường á mình hay ăn bầu luộc á, bầu xào á, thì hôm nay mình thử kho mình ăn ha. Mấy bạn nào mà mình hay ăn chay á thì chắc chắn thường hay làm món này rồi ha. Còn nếu như mà các bạn nào mà mình không ăn chay mà mình thích ăn món này á thì mình làm ăn thử cũng rất là ngon. Quả bầu được coi là một trong những cái thứ quả mà nó có những cái chất dinh dưỡng đối với sức khỏe rất là nhiều luôn á. Đôi khi mình ăn nhưng mà mình không có biết được là trong cái quả bầu nó vừa rẻ mà nó vừa ngon và nó chứa rất là nhiều những cái chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Đặc biệt là cái quả bầu này nó có một cái lượng chất xơ hòa tan rất là cao, cùng với lại khoáng chất như là kali, natri nó có trong cái quả bầu này, nó sẽ giúp cho cái hệ tim mạch thêm khỏe mạnh, nó sẽ giúp giảm cái lượng mà cholesterol bám ở trong cái mạch máu á, thì nó ngăn ngừa được những cái nguy cơ mắc bệnh về tim hoặc là đột quỵ. Ăn bầu hàng ngày thì nó sẽ giúp cho mình ngăn chặn được một cái nguy cơ mà mắc những cái chứng bệnh về tim mạch đó các bạn. Và bây giờ thì cái món bầu kho nước tương của mình đã xong rồi. Xin mời tất cả các bạn cùng mình thưởng thức ha. Các bạn nhìn thấy nó ngon và hấp dẫn không? Để mình thử một miếng ha. Nó rất là mềm và cái vỏ của nó không có cứng đâu các bạn, nó non á, cho nên nó ăn rất là ngon à, các bạn thấy không? Mềm và ngon, và nó có một hương vị của nước tương á, kho kẹo kẹo á, thì nó rất là ngon. Các bạn thấy không? Cái miếng bầu và cái hạt bầu nó non á. Khi mà mình ăn cái miếng này vô mình thấy nó ngon á. Các bạn thấy rất là ngon và nó vừa ăn rồi á. Cái này mà mình ăn với cơm thì cực kỳ là ngon luôn á. Và bây giờ thì mình xin dừng video ở đây ha. Cảm ơn tất cả các bạn nãy giờ đã theo dõi hết video của con gái bà Tô. Chúc cho các bạn có một ngày thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Xin chào và tạm biệt. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn like, subscribe cũng như là đăng ký kênh của mình nha. Nếu như mà các bạn chưa đăng ký kênh á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh. Còn nếu như các bạn đã đăng ký rồi thì các bạn đừng có nhấn nút để có hỏi mất cái lượng subscribe của mình luôn. Xin chào và tạm biệt tất cả các bạn nha.